Chương 1 Hệ thống hiện thân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thâm thị, một cái bãi bỏ công phu trong xưởng, mấy nghìn người đang vây xem một máy bát kích trò hay. Đây là nhất cá dưới đất quyền anh tràng, hấp dẫn đến không hết vì tiền mà đến liều mạng bát kích hảo thủ. Trên lôi đài, là một người da đen mập mạp cùng một cái hoa hạ nam nhân, cái kia hoa hạ nam nhân đã bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng cùng khóe mắt đều chảy ra máu loãng, Người đàn ông này bị hãm hại mập một quyền đánh ngã xuống đất phía sau, đã không có khí lực đứng lên lại. Đứng lên a, phế vật. Ngươi không phải được xưng quyền ma sao? Nhanh đứng lên a, mẹ kiếp phế vật. Còn nói thắng lên tiếp 10 tràng, nhất định chính là phế vật. Mẹ kiếp xong, ta cả bức thân gia cũng mua rồi quan hảo. Làm sao bây giờ a, ta mượn 2 triệu mua hắn a, nếu bị thua lời nói ta chỉ định nhảy lầu. Giết hắn đi giết hắn đi. Harris không muốn mềm tay. Toàn trường hơn phân nửa khán giả quơ đại biểu tiền đặt cuộc cuốn vé, tất cả mọi người không nghĩ tới, trận này bất bại quyền ma. Quan hạo, đối chiến Black Willin. Harris thi đấu, dĩ nhiên hội phơi bày nhiên về một phía thế cục. Quan hạo lại bị Harris đánh tìm không ra bắt. Có thể, ghê tẩm A ta không cam lòng, quan hạo miễn cưỡng đem sưng lên khóe mắt mở một đường mây, trông thấy huy vũ song quyền, hướng về phía thính phòng đại hống đại khiếu tên béo da đen. Ngày hôm nay trận này hắn lúc đầu thắng định, nhưng là lúc trước hắn uống đồ uống trong lại bị người thả rồi thuốc, cho nên hắn vừa lên đài đã cảm thấy tay chân vô lực, ngay cả bình thường phòng thủ đều làm không được. Nhất định là hoàn quản lợi. Ta không chịu phối hợp hắn đánh giả quyền, hắn liền muốn hại ta. Quan hạo mắng, hoàn quản lợi là lão bản của hắn, hắn đề cập với chính mình đánh giả quyền một chuyện, thế nhưng bị chính mình cự tuyệt vì vậy hoàng quản lợi sẽ dùng thủ đoạn như vậy nhãn trông thấy harrisơ hướng mình đi tới chuẩn bị hướng hắn phát động một kích tối hậu đây là trong lòng đất quyền tái không có tài phán sinh tử có số giàu sang do trời mặc dù đối thủ đem hắn đánh chết cũng là không có biện pháp sự tình thật chẳng lẽ bỏ mạng ở hơn thế quan hạo trong lòng cảm thấy tuyệt vọng bãi bỏ hãng lầu 2 một cái âu phục chải đầu bóng trung niên nhân trông thấy lôi đài phát sinh đắc ý cười nhạt, quan hạo, là ngươi không chịu hợp tác, không oán được ta. Ngươi vừa chết, Harris sẽ đạp thi thể của ngươi thượng vị, hắn sẽ trở thành kế tiếp bất bại quyền ma. Người trung gian này, chính là quan hạo người đại diện, kim đạo thượng đại ca. Hoàng quản lợi. Trong tuyệt vọng, quan hạo chợt thấy cảnh vật chung quanh tiêu thất. Chính mình thân ở một cái hư không trống rỗng trong không gian. Đây là Quan hạo buồn bực một cái tìm không được tung tích thanh âm nói cho hắn biết quan hạo ngươi đã bị nhất quyền miễu sát hệ thống bản định quan hạo càng thêm buồn bực nhất quyền miễu sát hệ thống chính là trung cái loại này mở ô tô một dạng tồn tại thanh âm kia nói không sai địa cầu gần nên đón biến dị thời kỳ bổn hệ thống phát hiện cái không gian này cho nên vào tới chọn nhất danh ký chủ mà khí chất của ngươi rất đặc thù vừa may bị bổn hệ thống chọn trúng Quan Hạo đạo, tác dụng của ngươi là cái gì? Nhất quyền miểu sát hệ thống đạo, ngươi mỗi lần hoàn thành ta sai khiến nhiệm vụ, là có thể thu được miểu sát điểm số, đồng thời có tỷ lệ nhất định thu được bảo vật, mà miểu sát điểm số, ngươi có thể dùng đến miểu sát địch nhân. Không đồng đẳng cấp địch nhân, cần bất đồng miểu sát điểm số. Quan Hạo đạo, ta hiểu được, hiện tại ta phải làm sao? Nhất quyền miểu sát hệ thống đạo, hiện tại, ta tặng tặng cho ngươi 10 cái miểu sát điểm mời hoàn thành ta sai khiến một cái nhiệm vụ. Một quyền miễu sát Harrisser. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ được 20 cái miễu sát điểm, cùng với công pháp luyện thể. Kim chung tráo một quyển. Ta hiểu được, làm cho ta đi cho. Quan hạo hít sâu một mạch, cái này kêu là trời không tuyệt đường người, xem ra hắn là thiên tuyển chi tử, địa cầu gần đưa tới biến dị thời kỳ, mà hắn sẽ đi ở thời đại tối tiền đoan. Hư vô không gian tiêu thất, Quan hạo ánh mắt lần nữa về tới sân so tài trung. Thời gian cho tới bây giờ liền không động tới giống nhau, quan hạo chứng kiến sơ trọng khử tay đánh về phía lấy hắn huyệt thái dương. Miễu sát. Quan hạo đột nhiên đầy máu sống lại, từ dưới đất nhảy lên một cái, bên phải trực quyền hung hăng đánh vào sơ cùi chỏ thượng. Phanh. sơ mặt béo vặn vẹo, hắn cảm giác được không nói ra được vĩ đại thống khổ loại đau khổ này đang ở từ cùi chỏ của hắn lan tràn tới toàn thân của hắn sao lại thế làm sao có thể người kia không phải muốn chết phải không tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy a à, harriser bị cái này cổ cự lực sông phi trực tiếp xô ra rồi lôi đài phi lên lầu hai đem lầu hai sắt lá tường đập ra một cái động lớn hắn thân thể to lớn lõm vào trong tường hoàn quản phát một trừng khẩu ngốc ngay cả lời đều không nói được. Làm cái gì vậy? Đóng phim sao? Như thế khoa trương sao? Toàn trường yên lặng ba giây phía sau, bỗng nhiên bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ một dạng tiếng hoang hô. Thắng thắng. Ta con mẹ nó không nhìn lầm chứ. Harris bị quan hào hạo một quyền đánh bay. Con bà nó, Harris bị chết thật thê thảm a, à, đem thiết bản đập ra một cái hố to, nói vậy cả người xương cốt đều tan nát. Ông trời phù hộ a, à, lúc này được cứu rồi. Được cứu rồi. Ta rốt cục không cần nhảy lầu. Bất bại quyền ma, ngươi liền là thần tượng của ta a, à, toàn trường người đại hống đại khiếu, tài phán xoa xoa mồ hôi trán, tiểu tâm giật giật tới gần Quan Hạo, đem cánh tay hắn giơ lên, ý bảo hắn thắng. Quan Hạo quay đầu nhìn về phía lầu 2, nhìn chầm chầm ngồi da trên ghế salon hoàng quản phát, đối với hắn làm một cái cắt cổ động tác. Mẹ kiếp! Hoàng quản phát đem trong tay xì gà hung hăng bóp tắt. Bên cạnh một tên thủ hạ đạo phát ca, lúc này quan hạo thắng, chúng ta. Ít nhất. Đến tổn thất 40 triệu. Hoàng quản phát cắn răng nói, tìm cho ta những người này, thu thập hắn. Nhớ kỹ, ta muốn hắn không được xem ngày mai Thái Dương. Minh Bạch thủ hạ kia trịnh trọng gật đầu. Hoàng quản phát lạnh trên một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng nhà xưởng bên ngoài đi. Vương Hạo từ tại phán chỗ lĩnh tiền thưởng, sau đó ở tất cả mọi người tiến treo hò trung ly khai. Nhiều cái nùng trang diễm mạc nữ nhân đối với hắn vứt mị nhãn, hắn đều làm như không thấy. Ly khai bãi bỏ nhà xưởng, quan hạo ngồi hắn ha ly xe máy chạy như bay lấy về đến nhà. Một quyền miễu sát Harris hao tốn 8 cái miểu sát điểm, may mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn đã thu được 20 cái miểu sát điểm, cũng lại đạt được một quyển kim chung tráo hắn hiện tại chính là muốn nhanh chóng chạy về nhà trong, luyện tập hệ thống đưa cho kim chung tráo. Không thể chỉ dựa vào Miểu sát hệ thống, hắn muốn tự thân trở nên càng mạnh, như vậy mới có thể đem Miểu sát điểm số cho rằng bảo toàn tánh mạng sát chiêu, mà không phải lãng phí ở một ít amil a cẩu trên người. Quan hạo trong nhà ở một người bình thường trong căn hộ, hắn về đến nhà, ngay cả tắm cũng không kịp tắm, lập tức điểm kích sử dụng trong hệ thống kim chung tráo. Do vì hệ thống tưởng thưởng võ công, cho nên hắn không phải dùng tu luyện, trực tiếp liền nắm giữ kim chung tráo sơ cấp trình độ. Đương nhiên, chỗ sung yếu đánh cảnh giới cao hơn, còn phải dựa vào tự thân tu hành. Nguyệt phiếu Kim đậu bạo phát, cảm tạ Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.